Xin chào các bạn đã đến với kênh Nhâm Trần FV. Hôm nay mình chia sẻ món chè hạt sen long nhãn. Với cách nấu vô cùng dễ là mình có món chè tươi mát dùng giải khát ngày nắng nóng rất ngon. Lâu lâu để món cho gia đình cũng tuyệt lắm luôn. Rồi thì bây giờ xin mời các bạn hãy xem chi tiết cách làm nha. Nguyên liệu chính của mình chuẩn bị gồm có như sau: nhãn hạt tiêu khoảng 1,5 kg, hạt sen tươi 300 g, đường phèn một chén ăn cơm đầy khoảng 250 g, hai miếng đường vàng khoảng 40 g, lá dứa 8 đến 10 lá để lát nấu lấy nước cho thơm. Rồi nguyên liệu chính của mình đã xong, bây giờ xin mời các bạn hãy xem chi tiết cách làm nữa nha. Đầu tiên cho nhãn qua cái thau lớn để rửa lại. Vì lát nữa mình sẽ thao tác tách lấy thịt nhãn cho nên mình sẽ rửa qua vài nước để giờ cho cái lớp vỏ bên ngoài nó được sạch hơn. Khi nữa mình sẽ tiếp xúc thì nó sẽ không sao nha. Nhãn này thì mình mua rất là dễ ở các siêu thị, chợ đồ có bán rất thông dụng. Mình có thể lựa mua những cái loại nhãn mà mình thích về để nấu rất là dễ dàng và không khó mấy nha các bạn. Rửa nhãn xong cho hạt sen qua, xả nước ngập rửa lại hạt sen khoảng 2 đến 3 nước. Nếu như hạt sen khô thì mình cũng sẽ xả rửa lại vài nước cho sạch, sau đó ngâm vài tiếng để cho hạt sen nở rồi mình nấu cho nhanh mềm. Thì hôm nay mình chọn cái hạt sen tươi, người bán cũng đã lấy cái tim sen phía bên dưới rồi. Chỉ cần rửa sạch qua vài nước như vậy rồi đem ra nấu luôn cho nhanh và tiện nha các bạn. Và tiếp theo mình bắt cái nồi lên, cho vô khoảng 2 lít nước lọc, tương đương với hai cái tô lớn đầy như vậy. Và lá dứa mình lấy khoảng 4 đến 5 lá bó lại như vậy, cho vô nấu để cho thơm nước. Tiếp tục cho hạt sen vô nấu cho mềm luôn nha các bạn. Ở trong thời gian chờ thì mình sẽ lấy nhãn ra, tách bỏ hạt, lấy thịt. Mình sẽ tách bằng cách dùng đuôi muỗng lặn theo cái cuốn nhãn ở phía bên trên như vậy. Nếu mà đi vô từ từ, mình cảm giác vừa nạy vừa kéo ra. Đó, rất dễ luôn các bạn. Ban đầu mình làm chưa quen, có thể làm từ từ chậm, dùng đuôi muỗng lặn theo cái thịt nhãn, sau đó nhẹ nhàng lấy cái hạt ra. Đó. Với cách làm này thì mình sẽ giữ được cái thịt nhãn tròn đều đẹp khi mình trình bày ra, nó được hấp dẫn hơn. Rồi nấu tiện thì mình làm theo cách này, không có thì mình có thể lột vỏ ra rồi tách lấy hạt theo cách thông thường mà mình hay làm cũng được nha các bạn. Để dễ hơn thì mình nên chọn cái nhãn hạt tiêu cơm dày thì mình sẽ lấy ra rất là dễ dàng. Quay lại cái nồi hạt sen mà đã nấu như vậy khoảng 25 phút trên lửa vừa. Trong quá trình nấu thì có bọt mình sẽ hớt sạch. Đó, lúc này thì cái hạt sen cũng đã chín rồi đó các bạn. Để mình kiểm tra cho các bạn coi nè. Đó, rất mềm. Và lúc này lá dưa nấu đã lên hương thơm, mình lấy ra luôn. Sau đó rồi cho hết nhãn vô để mình nấu. Nhãn sau khi mình tách lấy thịt thì mình ước lượng khoảng chừng 1,2 kg. Với lượng nước nấu cạn mình ước khoảng chừng 1,5 lít. Và bây giờ mình sẽ nêm đường vô để điều chỉnh cái độ ngọt cho hợp lý nha. Với bao nhiêu đó thì mình sẽ cho khoảng nửa chén ăn cơm đường phèn, thì khoảng chừng 150 g, vô từ từ để chỉnh độ ngọt. Mình chưa lại một ít để điều chỉnh sau nha, vì ở trong nhãn cũng đã có ngọt sẵn rồi. Tiếp tục cho thêm hai miếng đường vàng vô khoảng 40 g để tạo cái màu sắc đẹp cho được hấp dẫn hơn. Rồi mình sẽ bật lửa cho sôi để cho đường tan ra, vì hạt sen cũng đã chín rồi. Mình chỉ cần nấu và điều chỉnh lượng đường cho hợp lý nữa là được nha các bạn. Rồi sau khi sôi mình đã hất bọt và nấu khoảng chừng 3 phút thì lúc này đường đã tan. Nói cái nước chè có cái màu hơi vàng nhẹ một chút xíu, trông rất là hấp dẫn luôn. Để bây giờ mình nếm lại thử vừa chưa nha. Đó, mình nếm lại nó chưa có đậm mấy. Để mình thêm đường vô, hết chén luôn. Sau khi cho đường vô điều chỉnh cái độ ngọt đã hợp lý rồi. Mình nấu sôi như vậy khoảng được 2 phút, đường cũng đã tan hết thì cái nồi chè của mình cũng đã xong rồi đó các bạn. Mình canh với cái lượng nước nó hơi vừa sắp sắp với hỗn hợp nhãn, hạt sen
như vậy là được nha, không cần phải cho nhiều nước quá. Và bây giờ mình sẽ múc ra để cho thật nguội, ăn kèm với nước đá cho ngon nha. Mùi nhãn, hạt sen, lá dứa tỏa ra rất thơm luôn các bạn. Với món chè ngày hôm nay mình sẽ ăn mát lạnh như vậy cho được ngon hơn nha. Nói với cách làm không khó và vô cùng dễ, các nguyên liệu cũng rất dễ mua, mình có được một cái món chè đơn giản rất là hấp dẫn. Bây giờ mình xin mời các bạn nha, để mình ăn thử coi sao. Xin mời các bạn nha. Ngọt vừa ăn, ăn ngon lắm luôn các bạn. Ghi nhãn ăn gói cái độ ngọt sực sực cùng với hạt sen bùi bùi, và nước chè có vị ngọt thanh, không có ngọt gắt quá, ăn với đá mát lạnh luôn. Mùi nhãn, hạt sen, lá dứa tỏa ra rất thơm luôn. Nếu có dịp các bạn hãy làm thử xem sao nha. Thì video clip của mình cũng đã kết thúc ở đây. Nếu các bạn coi thấy hay, vui thì hãy nhấn like, rồi nhấn đăng ký kênh và chia sẻ đến mọi người cùng coi cho vui. Bây giờ xin chào tạm biệt các bạn nha.